bạn đang đến vòng 1 của chương trình được mang tên Ấn tượng ban đầu. Giây phút này sẽ là giây phút rất là hồi hộp, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau được xem cái vóc dáng nè và lắng nghe những cái lời chia sẻ của bốn bạn nữ ngày hôm nay dành cho mình thông qua bức rèm kia. Xin mời bốn cô gái. Wow. Có một cô như là đi dân lễ vậy đó. Bây giờ nè, bốn cô gái chuẩn bị sẵn sàng profile của mình nha. Xả một cái tràng luôn cho hai chàng trai này lắng nghe nè. Đầu tiên, em số 1. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Ngọc Trâm, năm nay em 23 tuổi ạ. Em là một người con gái yêu Hà Nội, thích Sài Gòn và mến cái nắng của miền Trung ạ. Thì em cảm thấy cái tính cách của em là sự pha trộn của nét tính cách ba vùng miền. Ví dụ như là đối với người miền Trung thì em cảm thấy là tính thật thà, chất phác. Còn đối với người miền Bắc thì là sự dịu dàng, thanh lịch. Và em cũng thấy một phần tính cách của mình trong con người miền Nam, đó là phóng khoáng và thân thiện ạ. Thì đến với chương trình em hy vọng tìm được một người mà khiến em luôn cảm thấy bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh người ấy ạ. Trời ơi, nó hay quá em ơi. Em làm nghề gì mà em nói chuyện có vẻ hay quá vậy? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Wow, anh tưởng em làm MC không á. Em làm bên kế toán hay là gì em? Em là trợ lý ạ. Hèn chi. Trợ lý giám đốc. Trợ lý là phải đi họp. Trợ lý giám đốc. Dạ. Mặn Trinh nó phát hiện trợ lý giám đốc mà làm như mừng rỡ. Trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc. Mình giới thiệu chiều cao luôn, đồng em cao bao nhiêu? Em cao 1m57cm ạ. Em tên gì? Em là Ngọc Trâm ạ. Ngọc Trâm nói chuyện tưởng hướng dẫn viên du lịch không á chứ. Mẫu lý tưởng của em là như thế nào nè? Về mẫu lý tưởng thì em cảm thấy là em ấn tượng với người con trai mà có nụ cười tỏa nắng ạ. Mời bạn số 2. Dạ xin lời đầu tiên cho em gửi đến tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Lài Phạm, em năm nay 23 tuổi. Công việc của em là giáo viên mầm non. Ngày hôm nay là em đến với chương trình là mong muốn tìm một nửa, gọi là một nửa mảnh ghép của mình. Em là người ở đâu? Dạ em là người miền Trung ạ. Em là ở Quảng Nam ạ. Bạn số 3. Xin chào mọi người, em là Thu Sương. Em 23 tuổi, em đến từ Long An. Hiện tại em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề gì bé Thu Sương? Dạ em còn là sinh viên và em đang làm diễn viên tự do. Số 4 ơi, bạn hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Thị Hồng Loan, em đến từ Bến Tre. Hiện nay em là sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành công nghệ sinh học. Đến với cuộc thi lần này thì em rất mong tìm được một nửa của mình sau nhiều năm FA và được học hỏi từ tất cả các bạn. Hai bạn trẻ có hỏi thăm gì bốn cô gái không? Chắc chắn là phải hỏi rồi. Bây giờ mình cảm thấy ấn tượng với bạn nào ngay phần mở đầu nè? Em cảm thấy ấn tượng với cái bạn cô giáo mầm non ấy ạ. Cho anh hỏi là em lớp em có bao nhiêu bé? Dạ, mầm non á? Dạ em lớp em cũng đông lắm, khoảng 20 đổ lên luôn, 20 đến 30 đến 35 cũng có ạ. Vậy hả? Tức là một em là ở trong lớp em là mình là quản các bé luôn đó hả? Một mình em hay là có người phụ? Dạ còn có cô nữa, nhưng mà ý là cũng có tham gia nhiều hoạt động, là cũng chăm sóc trẻ, xong rồi cũng có nhảy múa hát nữa. Dạ. Em trong lúc mà em chăm sóc các bé thì em thấy khó khăn nhất là cái gì? Cái gì cũng khó khăn hết, nhưng mà yêu thương trẻ thì chắc có lẽ là làm được hết ạ. Đó, cho em hỏi bạn số 3 luôn. Dạ. Bạn ở chỗ nào, quận 12? Dạ mình ở Trường Chinh ạ. Em làm nghề gì ạ? Em là hiện tại là MC tự do và thứ hai là cũng đang làm tư vấn tài chính của... Tư vấn tài chính. Tư vấn tài chính hả? Dạ. Còn dạ. Chàng trai bên này thì sao? Đang ấn tượng nhất với cô nào? Tại vì mình còn nhiều cái nữa đó. Em ấn tượng với cái cô số 3. Cô số 3? Bởi vì em nhìn nghiêng thì cái mũi của cô ấy rất là cao. Wow. Mấy cô gái cái mũi cao thì rất là đẹp. Vậy giờ mình coi cái đẹp nữa nè. Đó. Tiếp theo sẽ là những chiếc ốp lưng dành cho hai bạn. Xin mời. Lưng. Đẹp chưa? Em số 4 là đơn giản nhất luôn. Em số 1 cho anh hỏi cái hình đó là em á hả? Hình chị bu gì của em phải không? GB phải không? Thực ra là cái hình này là một người bạn của em tặng cho em ấy ạ. Thì bạn ấy bảo là cảm thấy cái tính cách của em thì nó có nét nào giống với cái cô gái trong hình. Tức là vừa cảm giác là cô gái này rất là nữ tính nhưng mà cũng là có cái phần mạnh mẽ ở trong cái tâm hồn ấy ạ. Nhìn rất là cá tính á. Còn cô số 2 là quá là điệu đà nè, cái đầm công chúa nè. Em xài cái này lâu chưa em?
Dạ cũng lâu rồi, nó chạy hết trơn rồi đó anh. Nhưng mà hình như là em thích cái hình này nên là mình vẫn giữ xài đúng không? Dạ dạ, dịch tại thích nên xài. Cái đó hình công chúa thủy tề hả sao, hay ai với em? Dạ thấy đẹp là em mua em xài thôi ạ. Số 3 nè. Ồ, số 3 dễ thương quá, nhìn cái hình là muốn tới Noel luôn rồi đó. Hình chiếu nay vàng ngơ ngác hả bé? Dạ tại em thích hoa văn và màu mè vậy nên em chọn. Bạn số 4 sao không gắn ốp lưng cho đẹp? Dạ tại vì em thích cái gì đó đơn giản nha. Rồi bây giờ mình xem được 4 chiếc ốp lưng rồi, mình cảm thấy là mình thích chiếc ốp lưng nào, mình ấn tượng với bạn nào? Mình đừng có thích để cho mình xài nha. Đúng mình rồi. Thích người ta xài nha. Thích có nghĩa là mình thích bạn gái xài cái ốp lưng đó đó. Đối với em thì em thấy là bạn số 2 á, là cái ốp lưng của bạn ấy thì mặc dù là em thấy là khá là chầy rồi đó, nhưng mà bạn ấy vẫn giữ, và bạn ấy như mấy bạn ấy đã nói là bạn thích thì bạn ấy sẽ xài. Khi tức là cảm nhận của em nghĩ bạn này là người đã khá là trung thủy. Trời ơi ghê không? Xì ra từ cái điện thoại. Chưa gì đó mà trung thủy rồi, còn em nó sâu sắc dễ sợ. Em thì vẫn quyết định là cô gái số 3. Minh Sùng muốn chia sẻ với hai bạn rằng là chúng ta còn rất là nhiều cái để khai thác nữa, cho nên các bạn có thể thay đổi quan điểm của mình thông qua từng phần hấp dẫn như vậy. Rồi, tiếp theo sẽ là màn hình khóa. Màn hình khóa. Ủa, thấy chưa? Ai ơi, em bận bộ đồ ngủ hay áo đầm ngủ hả? Áo đầm đi chơi. Dạ, maxi á chị. Maxi đầm dài. À, vậy đó hả? Bé số 1 cho anh hỏi hình đó, hình của em với hình ai vậy? Hai người á. Cái bóng, bóng đó anh ơi. Cái bóng đó không? Cái bóng đó. Hình của em tại buổi triển lãm ở ngoài Hà Nội á, thì là bạn thân của em chụp cho em ạ. Và cái bên trái là cái bóng của em hả? Dạ vâng, đúng rồi anh. À, cái bóng. À, bên đây cũng hai người nè, dễ thương quá nè, số 3. Em ơi, Đăng ơi, em nói em thích 1m65 mà đây người ta 1m66 vẫn có đầm trắng. Đẹp quá trời. Dài xong. Đẹp quá trời kìa em. Ồ, xinh quá nha. Em ơi. Có thay đổi gì không Đăng? Đăng ơi, giàu cao gáo nãy em thích nè, đẹp nè, cao nè. Trời ơi, cái tướng này về làm event cho em là sướng luôn. Đi bởi vậy. Hai chồng đi làm chung. Đăng, em nói là nhìn ngang mũi cao phải không? Tại vì tóc cô bé này xõa xuống, nó che đi cái mũi. Đúng nó thiệt đó, em suy nghĩ lại đi nha. Em dán tóc lên coi bé. Bé số 4. Số 4 ơi. Dán tóc lên. Số 4 tóc ở đó. Mũi cao luôn. Trời ơi. Mình nghe ban cố vấn tư vấn được như vậy rồi thì hai bạn cảm thấy bây giờ mình có lung lay không, hay mình vẫn ấn tượng những bạn nữ ban đầu của mình? Chọn theo cái cảm giác nữa nha. Có cái tần số nha, tần số nữa. Với tôi thấy bạn số 1 cũng dễ thương nè. Xin mời cũng các khó, bạn. Khó tại vì Trinh thấy là bốn người trên đây, bốn người phụ nữ trên đây ai cũng có một cái giọng nói rất là dễ thương. Cái cách người ta trình bày về một cái vấn đề gì đó nó rất là thông minh nữa. Nhiều khi đó. Em lại chọn số 1 hợp á, làm MC cho những cái event của em được. Hết hỏi thêm những người khác đi. Hỏi nữa đi em, hỏi vô đi. Đang hỏi số 4 coi. Hỏi về gia đình nè, ba mẹ làm sao nè, anh chị em làm sao nè. Mẫu người chồng lý tưởng. Bạn số 3 ơi, cho mình hỏi nha. Tại sao ba cô gái đều thay đổi hình là hình nền, còn bạn thì để lại là hình của hoạt hình? Tại vì mình thích cái gì nó dễ thương một xíu. Nếu mà người khác mà có mượn cái điện thoại của mình á, mở lên á, thì người ta cũng ấn tượng với cái con người của mình, là chắc chắn là tính cách nó cũng dễ thương cái hình vậy đó. Bạn số 1 ơi, cho mình hỏi là bạn ở đâu ngoài Bắc vậy? Là học tập và làm việc ở ngoài Hà Nội ạ. À vậy hả? Em nghĩ là Tùng đã hỏi hết các bạn về tính cách của các bạn rồi, nên em vẫn giữ quyết định của mình. Dạ, cảm ơn. Đó. Hai chàng trai. Rồi, xin mời các bạn chọn. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hai chàng trai của chúng ta cũng đã có những cái sự quan sát về bốn cô gái và cũng đã hỏi thăm, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được kết quả cuối cùng. Cô gái nào sẽ phải dừng chân tại tần số tình yêu? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ giây lao, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Đến với quyết định của hai chàng trai. Hai chàng trai ngày hôm nay cảm thấy ấn tượng với cô gái nào ở trên đó? Cá nhân của em ngay từ đầu em đã ấn tượng với bạn số 2. Số 2? Dạ.
Số 2, chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn Đăng thì sao? Bạn muốn tiếp tục tìm hiểu cô gái ở ô số mấy? À, mình sẽ ấn tượng với cô gái số 3. Dạ, chúc mừng cô gái số 3. Còn hai ô còn lại, số 1 và số 4 sẽ nhờ các anh chị trong ban cố vấn chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Trong ban cố vấn mà trên đó là nữ là tất nhiên quyền về thuộc về nam, mời Tiết Cương. Bây tôi giờ thì số 1 với số 4 nè. Số 1, số 4 thì tôi quyết định giữ bạn số 1 ở lại. Em được quyền chọn, em mừng gì số 1 không? Em cũng cùng quan điểm với anh Cương là bởi vì á. Tại vì cho nam đúng không? Bởi vì thật ra số 1 rất là có những cái hay uẩn khúc. Nhưng mà không muốn giữ lại bạn số 4 là vì bạn nó cao 1m65, giữ lại hồi bạn này lăng tăng nữa, thay đổi ý kiến nữa, làm buồn cô gái số A nữa. Vậy đồng lòng hả bé Trinh? Đó, đồng lòng giữ lại số 1. Chúc mừng. Em muốn nhìn mặt bạn số 4 quá nè. Xin được chúc mừng bạn số 1. Và chắc chắn rồi, ba cô gái này sẽ tiếp tục được hai chàng trai cùng với tất cả mọi người tìm hiểu vào những vòng trong. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cô gái số 4. Xin mời. Em hy vọng sẽ gặp được một người đã sẵn sàng mọi thứ để thương em. Một người có thể hạ giọng khiến những cuộc cãi nhau hơn thua căng thẳng giữa em và anh hạ xuống. Người luôn sợ em buồn, người luôn không muốn đánh mất em. Dù em có rất nhiều tật xấu hay im lặng và bỏ đi khi tức giận, nhưng anh ơi, lúc đó là những lúc em vẫn luôn mong chờ tin nhắn của anh, vẫn luôn đợi anh dỗ dành. Vì vậy, anh có thể đừng để em chờ quá lâu và bao dung với em được không? Em ra đây là mọi người, là các chàng trai đây là ngợp hết rồi. Bây giờ em giới thiệu lại một lần nữa về cái cảm xúc của mình khi đến với chương trình coi nè. Cảm xúc của em khi đến với chương trình thì em cũng rất là vui và trong lòng em thì ao ước là sẽ tìm được một bạn nam nào đó thì sẽ cho em cảm giác an toàn và mang đến cho em một sự ấm áp nào đó. Tại vì từ đó tới giờ thì em chưa có mảnh tình vắt vai. Trời ơi. Sao anh muốn hỏi là vì áp lực gia đình của em không muốn cho em đi ra ngoài giao du nhiều hay là bản thân em không thích? Ngày xưa thì cái hồi lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cái lúc đó thì là em học thì em áp lực nhiều quá. Tại vì cứ mỗi lần thi lên thì em lại được vào lớp chọn thì lúc đó thì sẽ có nhiều áp lực học tập nhiều quá. Thì em không có thời gian để mà quen bạn nào hết, em cũng không có thời gian đi chơi luôn. Và khi lên đại học thì em lại vướng vào nghề, em hay đi làm mẫu hay live stream cho các nhãn hàng. Thì bắt đầu thì em cứ chạy tới chạy lui thì em rất là mệt trong người. Và về nhà cảm giác như là học bài xong rồi em sẽ ngủ, em không có thời gian để quen luôn. Là vừa đi học vừa làm đi thêm live stream luôn. Giỏi quá. Anh hỏi thiệt Hải Đăng nha. Em nói thật em lòng mình không? Nghe nha. Em có tiếc không? Dạ. Chết mày chưa? Thì hơi tiếc tiếc. Vừa xinh nè, vừa cao nè, vừa có học thức nè. Nãy nó cùng nghề rồi, không chịu. Mà Tùng sao? Tùng em tiếc không? Em thì tiếc thay cho bạn Hải Đăng. Dễ thương. Tiếc duyên dễ sợ luôn. Dạ, ngày hôm nay thì rất là vui khi chào đón em đến với chương trình. Chúc cho em sẽ luôn luôn xinh đẹp, vui và đặc biệt là đạt được cái ước mơ của mình với công việc giống như là chàng trai sắp tới của em. Một tràng pháo tay cảm ơn bạn rất là nhiều. Dễ thương quá. Dễ thương á. Ừ. Wow. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.